Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ là một cái clip đá bóng sân 7 tiếp theo. Nhưng mà chúng mình sẽ có một cái luật chơi của ba anh em như sau. Ai mà ghi bàn sẽ được 3 điểm, một quả kiến tạo sẽ được 1 điểm và một quả sò há sẽ được 1 điểm. Và tổng kết lại sau trận đấu thì ai được nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Kiến tạo khó 2 điểm cả. Kiến tạo 2 điểm. Kiến tạo 2 điểm nha mọi người. Ok, chúng ta cùng chờ xem là ai nhiều điểm nhất nha. Ok, 1, 2, 3, kia. Nhưng mà tôi làm sao anh? Thằng này bet chắc là mình cho dự bị. Ôi mà anh làm sao anh? Bet theo người kiếm người chơi nước. Ok. Không có tiền thì cho chị nha, anh nha. Không cần thu tiền. Ở lại rửa bát, rửa chén, rửa cốc. Trận đấu sẽ bắt đầu nha. Thì anh Văn Anh và anh Phúc đã bên một đội nhau mọi người. Mình thì lúc nào cũng phải dự bị thôi, tại vì đá kém. Chị cố gắng trong đợt vừa sắp tới. Ôi, anh Phúc. Chưa gì đã tranh bóng kinh. Yeah. Một pha xoáng. Xoáng rồi anh. Tốt quá nhỉ bạn anh ơi. Tốt bạn anh ơi. Ôi giời ơi. Văn Anh kiến tạo à? Nhưng mà nó nhầm bên. Ở đây có được tính điểm không anh? Không. Không có tội đi. Tốt, giải đi. Đấy bạn em, ông đá gì thấy mới hay. Tốt quá nhỉ. Chơi đi, lại hãy cầm chơi đi. Bỏ vào đó. Tốt em ơi. Thôi nhau lên, thôi nhau lên. Tốt rồi. Okay.
Xe. Đây đây. Tốt. Tốt đi anh ơi. Thiếu tác động của em không? Đây đưa món thơ. Đá đấy, đá thêm 15 OK, bây giờ sẽ là penalty mọi người. Mỗi tỷ số là một đều. Rất là mệt mà rất là vui. Đây là tất cả anh em. Không khí và nó rất tuyệt vời. Đến đây. Tới đây. Double click, ui, 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 ui. Anh. Pha lừa hướng của Văn Anh. Team này là gì đây? Hay quá anh ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Nói chung à. Lấy sức, ghi xuống xuống. Hay quá. Ăn tiền. OK, như vậy là chúng mình chiến thắng với tỷ số là 3-1 trong loạt set penalty và xong mọi người. Tổng kết lại thì là mình được 5 điểm, gây không được điểm nào. Anh ơi, suốt penalty phải được tính điểm đi điểm. Để cho em chi diện tí. Và anh được 2 điểm mọi người. Vậy là mình phải khám nước đúng không anh? Đúng rồi. Em cho em nợ, em không có tiền. Không, ra cắm, cắm thân nước nha. Bên anh bao nước à? Bên anh ghi bàn cũng được 1 điểm đúng không anh? Không tính điểm. Không tính điểm à? Thế thì em được 2 điểm.